với kênh Mẹ Và Sao Cuộc Sống Brazil. Ngày hôm nay là mình với lại mẹ chồng và chồng của mình, nguyên gia đình mình sẽ đi đến trung tâm mua sắm ở thành phố Hồ Genji nha. Thì trước đây cũng là thành phố mà mình đang sinh sống luôn á cả nhà. Thì mình nghe nói ở đây có một cái lễ hội gốm sứ rất là đặc biệt, thì mình đến đây để mình xem coi có gì để mua hay không nha mọi người. Thì mọi người hãy đi cùng với gia đình mình để xem cái lễ hội gốm sứ ở Brazil mình tổ chức như thế nào nha. Gốm sứ, nếu mà đến đây để xem trưng bày, nếu mà ai thích thì có thể mua luôn nha mọi người. Dĩa về mà 28 đồng. Về đựng kẹo đồ được nè mọi người. Cute phô mai que. Dĩa vậy là cả 500 ngàn nè. Cái dĩa vậy cả 500 ngàn có nè cả nhà. Quá trời mắt. Mình tưởng đâu rẻ lắm, mình tính tới đây mình mua mà ai ngờ đắt quá. Vậy mà 40 đồng. Cái này là đựng gạo, cái này là đựng đậu, cái này là đựng đường. Farinha không biết mình dịch tiếng Việt là gì nữa cả nhà.
phê nhưng mà mình biết cái loại này. Dễ thương không? Mua một bộ này để em nhà là quá xuất sắc luôn hả mô? Mua tôi liên tôi ép gì mô? Đó. Mẹ chồng mình khoái lắm, mẹ chồng mình nhờ mẹ chồng mà mình biết cái chỗ này có bán á mọi người. Để bây giờ mình sẽ đi xem một vòng xong rồi cái hả mình coi cái nào ok giá thì mình sẽ mua. Đây là mấy cái hũ đựng gia vị nè mọi người. Mà mắc quá, đựng gia vị mà 25 đồng. Bi đỏ. Mua về lũ uống cà phê nè cả nhà. Một ly 10 đồng cũng giá cũng ok á. Ly 10 đồng mà ly này 10 đồng là cũng ok nè. Có những thứ mình thấy ở đây rất là đắt và có những thứ cũng rẻ nha mọi người, có thể mua được. Trong tầm giá có thể mua được. Mấy cái chung nhỏ này là để uống rượu nè mọi người, mình rủ chồng mình mua cái ông nói là sợ bể. Mua mấy cái ly lớn này về ăn súp đồ được nè. Okay. Chén, lát mình mua mấy cái chén nha. Mua về để trồng cây nè mọi người. Cute phun mê que ghê. Trời ơi, mấy cây xương rồng. Quá trời cute. Rơi vào ngày cuối tuần, ngày thứ bảy nên là mọi người đến đây mua sắm rất là đông. Chắc có lẽ là do mình đến trễ nên là một số cái mặt hàng mình muốn mua nó hết rồi cả nhà. Này về đựng trái cây được ạ. Là mấy cái ly mà kiểu như nó có lỗi kỹ thuật tí xíu á mọi người, nó bị mẻ hay là nó bị như vậy nè đó, hoặc là nó bị mẻ như vậy nè. Rồi họ bán giá rẻ 6 đồng một ly, nhưng mà mình có thể lựa lại. Trong đống này có những cái cũng xịn sò lắm mọi người, một lát nữa mình cũng mua thử một vài cái ở đây. Thật ra thì nếu mà lựa lại thì vẫn sử dụng được nha. Như là mấy cái này nè. Đây nè, mấy cái này mình thấy nó cũng lỗi, đâu có lớn gì đâu mà mua, có thể mua lại mình sử dụng được.
Cái mấy cái này là người Brazil hay sử dụng để ăn feijão nè, lấy feijão. Đi thì rất là muốn mua, thấy thì rất là muốn mua, nhưng mà mua về thì lại không có chỗ để, nên là chỉ có thể mua được những thứ mà gọi là cần thiết thì mình mua thôi. Nhà mình thì cũng không có bự, rất là nhỏ. Đựng canh, đựng súp rồi mọi người. Mình á là không thể mua được cả nhà ơi, muốn lựa lắm nhưng mà sao nó khóc. Đây là lễ hội gốm sứ nha. Mình cũng sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của mình ngày hôm nay. Cả nhà hãy nhấn nút like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho hai mẹ con mình thật nhiều nha. Bye bye và xin chào tạm biệt tất cả mọi người.